Phạm Thị Mai, nữ anh hùng ba lần bị địch cưa chọc. Đồng chí Phạm Thị Mai, còn gọi là Tám Tiện, sinh năm 1947 tại quê hương giàu truyền thống cách mạng, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Phạm Thị Mai tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi, năm 1961. Một năm sau, đồng chí đã là đội trưởng đội vũ trang xã Hàm Liêm. Trong thời gian này, đồng chí đã cùng đội vũ trang tổ chức đánh 2 trận, diệt 1 tên ác ôn, bắt sống 7 tên tuyên úy, phát động nhân dân địa phương nổi dậy phá áp chiến lược. Năm 1965, đồng chí Phạm Thị Mai được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1967, đồng chí được bầu vào Đảng ủy xã, giữ chức hội trưởng hội phụ nữ, chính trị viên xã đội. Ngày 8 tháng 3 năm 1968, đồng chí Phạm Thị Mai đưa đoàn công tác vào ấp hoạt động. Gặp địch, đoàn phải rút vào hầm trú ẩn. Do lực lượng quá chênh lệch, 4 đồng chí đi cùng đều hy sinh. Đồng chí Mai bị thương nặng, gãy một chân và bị địch bắt. Học khai thác thông tin cơ sở cách mạng của ta, bọn địch tìm đủ mọi cách dụ dỗ, tra tấn. Chúng ba lần đưa đồng chí ra cưa chân, khiến đôi chân của đồng chí chỉ còn mỗi bên một mõm đùi ngắn ngủn. Nhưng dù đòn thù tàn độc thế nào cũng không khuất phục được ý chí và tấm lòng dành trọn cho cách mạng của nữ chiến sĩ Tám Tiện, quê hương Hàm Liêm anh hùng. Khí tiết trung kiên anh hùng đó đã truyền lửa cho những nữ chiến sĩ cách mạng bị tù đày, nổi dậy đấu tranh đòi tự do, chống đánh đập. Sau 2 tháng tra tấn, địch không khai thác được gì, chúng buộc phải chuyển đồng chí đến nhà lao Phan Thiết. Tháng 9 năm 1969, đồng chí Phạm Thị Mai được trả tự do, được cấp trên giao chỉ huy đội du kích mật của xã. Từ năm 1971 đến năm 1973, du kích xã Hàm Liêm đã diệt 12 tên địch cùng một số ác ôn tại ấp Tân An. Đặc biệt, tháng 7 năm 1972, chị cùng cơ sở nội tuyến du kích xã gài mình diệt 19 tên tình báo Mỹ ngụy. Đất nước hòa bình thống nhất, nữ thương binh Phạm Thị Mai tiếp tục gắn bó với quê hương, tích cực tham gia hướng dẫn hỗ trợ lực lượng chức năng rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh và làm kinh tế ổn định cuộc sống. Dù còn khó khăn vất vả, nhưng căn nhà của đồng chí luôn ấm áp nghĩa tình, trở thành nơi gặp mặt của đồng chí đồng đội và là địa điểm diễn ra những buổi trò chuyện lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của mình, ngày 28 tháng 4 năm 2000, đồng chí Phạm Thị Mai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.